Đôi lông mày tuy là nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thần thái cũng như là nhan sắc của chị em phụ nữ. Nhưng mà để lựa chọn được một cái dáng lông mày hoặc là một cái màu lông mày phù hợp với từng gương mặt và từng loại da thì đó là một chuyện không hề đơn giản. Ngày hôm nay Thanh Tâm sẽ giới thiệu với mọi người chuyên viên phun xăm đến từ Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du, chị Tuyền Phương với 10 năm kinh nghiệm sẽ gợi ý cho mọi người những cái dáng lông mày phù hợp với từng gương mặt và những cái màu sắc lông mày phù hợp với từng loại da. Xin chào chị Phương ạ. Chào Tâm, chào những vị khách hàng của Nguyễn Du. Chị có thể giới thiệu với những vị khách của chúng ta những cái kiểu dáng lông mày phù hợp với từng khuôn mặt được không ạ? Hiện tại thì mình có nhiều dáng chân mày phù hợp với từng gương mặt khác nhau. Thì đầu tiên chị sẽ giới thiệu đến là mình có gương mặt trái son. Gương mặt này là các chị em được sở hữu thì rất là xinh, dễ thương. Thì mình phù hợp được tất cả các dạng chân mày. Tiếp theo là sẽ có một dạng gương mặt nữa là gương mặt dài. Gương mặt này thì mình sẽ được kết hợp với chân mày và dáng ngang. Nó sẽ tạo cho gương mặt mình cân đối hơn và nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến các bạn là dáng gương mặt tròn. Đối với gương mặt tròn thì mình sẽ kết hợp với dáng chân mày cong để nó tạo cho gương mặt mình thon gọn và xinh xắn hơn. Và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến các bạn gương mặt trái tim. Đối với gương mặt trái tim thì các chị em phụ nữ thử kết hợp với dáng chân mày hơi cong nhẹ. Vì đường cong nhẹ sẽ giúp cho đường góc cạnh trên gương mặt mình sẽ mềm mại hơn. Chị sẽ giới thiệu với các bạn đó là mình có gương mặt hình chữ điền. Đối với gương mặt hình chữ điền thì mình sẽ có nhiều góc cạnh trên gương mặt. Thì đối với gương mặt này mình kết hợp dáng chân mày hình cánh cung, nó sẽ tạo cho gương mặt mình nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Và tiếp theo Phương sẽ giới thiệu đến các bạn đó là mình có gương mặt hình kim cương. Đối với gương mặt hình kim cương thì mình sẽ có phần trán rất là cao và cằm nhọn. Đối với gương mặt hình kim cương thì mình sẽ kết hợp với dáng chân mày chuẩn. Vậy thì dáng lông mày chuẩn này, dáng lông mày như thế nào, chị có thể giải thích rõ hơn cho mọi người hiểu không ạ? Dáng chân mày chuẩn thì nó sẽ có đỉnh cao vừa phải và sẽ ôm nhẹ theo đường khung xương của gương mặt mình. Vậy thì sẵn đây chị có thể nào tư vấn cho em một cái dáng lông mày phù hợp với gương mặt của mình không chị? Đối với gương mặt của Tâm á, thì mình sẽ có gương mặt là hình chữ điền nhẹ. Cho nên là theo chị á, thì chị sẽ kết hợp cho Tâm cái dáng lông mày hình cánh cung nhẹ. Tại vì gương mặt em cũng khá nhỏ thì nó sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Em cảm ơn chị. Vậy thì chị có thể giới thiệu với những vị khách hàng của chúng ta là những cái màu lông mày đang được ưa chuộng hiện nay không ạ? Hiện nay thì mình sẽ có những màu giống như là màu nâu khói, màu nâu tây, màu nâu đồng, màu nâu rêu, màu nâu đen. Thì khách hàng được ưa chuộng nhiều nhất hiện nay. Chị ơi, vậy là cái màu da cũng ảnh hưởng ít nhiều đến màu lông mày đúng không chị? Đúng rồi Tâm. Vậy thì làm sao để lựa chọn màu lông mày phù hợp với màu da chị? Đối với người châu Á của mình á, thì có màu da vàng với lại màu da ngâm thì nhiều, màu da trắng thì rất là ít. Còn đối với những ai da trắng thì mình sẽ kết hợp là nâu hạt dẻ hoặc là nâu tây. Còn các bạn mà có màu da mà hơi ngâm thì mình sẽ kết hợp là màu chân mày nâu rêu hoặc là nâu xám. Còn các bạn mà da vàng thì mình sẽ kết hợp là nâu hạt dẻ. Nó sẽ phù hợp với những màu da của mình. Vậy thì sắp kết thúc video rồi, chị có những cái lời khuyên hay là lời nhắn nhủ gì gửi đến những khách hàng của chúng ta không ạ? Hiện nay thì mình có rất nhiều kiểu dáng và màu chân mày được ưa chuộng. Nhưng các bạn nên chọn lựa kiểu dáng và màu chân mày phù hợp với gương mặt và làn da của mình để cho gương mặt mình trở nên xinh xắn và hài hòa hơn. Cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là hữu ích của chị trong buổi ngày hôm nay. Với những gì mà chị Phương chia sẻ thì mọi người đã chọn được cho mình những cái kiểu dáng lông mày hoặc là màu sắc phù hợp với gương mặt của mình chưa? Nếu như mà chưa thì đừng có lo, hãy đến ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442 998 để được tư vấn miễn phí nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.